Hiện nay, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đang tập trung nguyên liệu, nhân lực đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, hơn 2 tháng qua, các cơ sở sản xuất ở làng nghề Mê Chê Đan Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa đã đẩy mạnh sản xuất tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết. Ngoài việc huy động tất cả các thành viên trong gia đình, 150 hộ sản xuất ở đây còn thuê thêm lao động để đảm bảo chất lượng và số lượng các đơn hàng. Thời điểm này, các mặt hàng đều được đặt với số lượng tăng gấp 2 lần so với các tháng bình thường trong năm. Khách hàng gần cuối năm thì cũng mỗi người cũng muốn có cho mình một hai sản phẩm hàng truyền thống của địa phương. Nên là cái sản phẩm này là vào dịp cuối năm nó tăng lên khoảng tầm 2 đến 30% sản lượng. Về cái mặt bằng giá cả thì nói chung nói nó cũng không dao động tăng cũng không nhiều mà nó bình ổn cũng như mọi năm. Những ngày này, tại các làng nghề truyền thống nổi tiếng của huyện Hoàng Hóa như là nghề nước mắm Khúc Phụ ở xã Hoàng Phụ, hương Đông Khê ở xã Hoàng Quỳ, nghề mộc Đạt Tài ở xã Hoàng Hà, mộc Hạ Vũ ở xã Hoàng Đạt, không khí làm việc rất sôi động và khẩn trương. Nghề làm quanh năm, thế nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng mạnh nên các hộ làm nghề phải hoạt động hết công suất. Hiện tại trong mỗi gia đình sản xuất nước mắm ở làng nghề Khúc Phụ đều có từ 60 đến 80 tấn mắm ủ chượp với sản lượng tiêu thụ khoảng 2.000 lít nước mắm một tháng các làng nghề khác cũng tăng cường nhập đủ nguyên liệu để sản xuất. Cách đây một tháng, vào tháng 11, là về tất cả các cái sản phẩm về ngành về mắm, là công ty đã phải là tăng linh lượng gấp 4-5 lần, có thể đến 10 lần so với nhu cầu hàng ngày của người dân. Nên là để đạt được cái chất lượng tốt nhất cho bà con và cung cấp vào cái dịp Tết. Hiện nay huyện Hoàng Hóa có 12 làng nghề, và làng nghề truyền thống đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động, các làng nghề còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng riêng. Để giúp các làng nghề phát triển, những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Hóa đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn chủ thể tại các làng nghề tham gia chương trình ô cốp. Tính đến nay, toàn huyện đã có 31 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp. ban huyện cũng đang tiến hành các cái đoàn kiểm tra và đặc biệt là xử lý các cái trường hợp vi phạm trong cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn đồng thời là chấn chỉnh cái hoạt động này trên toàn địa bàn huyện để đảm bảo một cái Tết đưa những sản phẩm đảm bảo về an toàn vệ sinh đến với người tiêu dùng. Một mùa xuân mới đang về, các cơ sở sản xuất ở các làng nghề truyền thống trên địa bàn Hoàng Hóa cũng như trong cả nước đang hối hả mải miết cho những đơn hàng Tết. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà sản phẩm từ các làng nghề, cơ sở truyền thống còn góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.